xa, là ở ngay trước mắt anh đây, là cả thế gian. Chúng ta sẽ cùng chào đón host Liên Hoa. Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Một tuần trôi qua của các bạn như thế nào và ngày hôm nay có nhiều niềm vui không? Các bạn nhớ chia sẻ cùng với chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ nha. Tụi mình luôn có ở đây vào lúc 19:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Official Hẹn Hò Hoàng Mỹ. Chương trình với sự đồng hành của Wow Day. Đây là ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích cho người dùng có thể tạo một buổi gặp gỡ và hẹn hò nhau ngoài đời thực với châm ngôn. 100.000 lời chat không bằng một lát bên nhau. Quý vị có thể thử trải nghiệm bằng cách là chúng ta sử dụng trên nền tảng iOS hoặc Android đều được ạ. Mọi thông tin về quảng cáo hãy liên hệ tại đây nha. Pling pling. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Các chàng trai, cô gái của chương trình đã sẵn sàng cho cầu nối tình yêu ngày hôm nay rồi. Không biết mọi người đã sẵn sàng chưa? Chắc là phải hỏi thầy giáo Trực. Dạ vâng. Đâu có mới thấy em nhờ. Dạ vâng ạ. Em đi dạy ở đâu thế? Vì là cái này thì em không muốn tiết lộ. Bởi vì là tiết lộ thì mọi người sẽ biết cái vị trí dạy của em. Mọi người sẽ đăng ký học nhiều quá. Vậy hả? Vâng. Dạ, em tự tin nhờ. Dạ. Trung Huy thấy sao về thầy giáo Trực hôm nay với một cái ngoại hình hơi khác lạ, không còn cặp mắt kính vài đi ốp nữa? Dạ, em thấy vẫn nghiêm túc và vẫn rất là tri thức ạ. Hồi nãy giờ em hơi rén á chị. Do em là học sinh cá biệt, em gặp thầy giáo em hơi rén lắm. Chắc là em phải qua bên kia em đứng để đỡ rén. Em qua đây đi. Ai qua đây đứng thế nào? Tại đây đây nè, Luna. Em qua đây là qua đây. Áo đen đi, đứng với áo đen này. Đó. Nghĩa là nên đây này, đây cũng đi qua bên này luôn á. Sao? Sao em nói sao? Dạ, em muốn đổi Duy Luân với Duy Luân qua đây. Anh Huy. Anh Huy. À rồi, xin mời Duy Luân qua đây. Dạ. Ngoài kia. Về bên kia. Kia. Đúng rồi. Ủa, sao đi đâu? Duy này em có bị che hình đúng không? Dạ, bên này là team trắng này. Team chị em. Không, em đứng đứng kế chị. Ô, cũng được, mà thôi chị hỏi thật nè. Em đứng cảm giác một mình như vậy em thấy có thân quen không? Có nhớ như ngày em đứng không trên cột cờ không? Có luôn á chị. Em có không? Có. Huy đang tâm sự tuổi thơ. Đang tâm sự mà. Là cái cảm giác đứng đó thấy Huy trầm ngâm thân quen lắm. Dạ, giống như những ngày mà bạn đứng trên cột cờ đó. Đứng cờ đấy. Cáo xin cá biệt đứng nguyên một chỗ đó chị. Ngày xưa là em thường hay bị phạt về tội gì vậy Huy? Em là lúc mà mới vô em học cấp 3 thì học 2 tuần lễ thì em bị vi phạm nội quy có hệ thống. What? Vi phạm nội quy có hệ thống? Là cả một hệ thống luôn nên là anh vi phạm nhiều tội lắm đấy. Tuần nào cũng vi phạm rất là nhiều tội, ví dụ không chép bài, không viết bài, không thuộc bài, bấm điện thoại trong giờ học, đọc truyện trong giờ học, ăn vụng trong giờ học. Tất cả mọi thứ là mặc áo lưới tới trường. Nhưng mà chị học mặc áo lưới tới trường không? Không áo lưới. Hôm nay em chồng tới trường không? Hôm nay em dành riêng một cái áo lưới là có ý đồ. À, để em bắt ai? Em bắt cá hay bắt sao? Bắt một con cá lớn hơn. Dạ, nhưng mà bắt bao nhiêu cá cũng được, đừng có bắt cá nhiều tay là được rồi. Không, okay. một con lớn rồi. Một con lớn. Đó. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái tuổi thơ dữ dội của Trung Huy và các bạn khác nữa. Ôi, hôm nay ai cũng xinh xắn, trắng đen dễ thương quá. Và ngày hôm nay xin mời các bạn hãy về ghế trước khi chị bật mí một thông tin khá bất ngờ. Xin mời cả nhà. Khoan. Giấy cái gì? Hết hồn. Khoan. Cái gì nữa? Nhạc lên rồi. Hồi nãy chị biên tập dặn là phải đi đúng hàng. Em về chỗ. Về chỗ. Tập dựng không được. Khoan đã chị. Cái gì nữa? Khoan nữa. Cái gì đó? Chưa đúng hàng. Mọi người chị không thấy chỗ này em khác lắm hay sao? Có gì khác? Ủa cái gì mới mua vậy mới hả? Không. Kinh tóc. Cài tóc. Không. Giày mới hả? Không. Mới cắt móng dài. Cái áo dài hết đi. Áo dài, ai dài hết đi. Nào, nói gì cho người ta thấy nghiêm túc chứ nào. 1, 2, 3 cho một nét nhạc này ạ. Quần mới. Giày mới. Áo dài. Dây chuyền đeo hai dây. Đi về luôn. Thôi được rồi, 1, 2, 3. Táo mới. Đối với bạn thì tôi lấy cái kiểu tóc này với cảm hứng như thế nào? Ê, cái này mình biết nè, 1, 2, 3. Mì tôm. Muốn đúng rồi. Vậy thì quá sai rồi. Cha, mình nói là em nói một câu nghe thử là em hiểu anh như thế nào. 2, 3. Bún bò. Sai rồi. Đâu, này, bún thì không thể nào mà xoay xoay như này được. Đây là cái cọng rau trụng đó em.
Hôm nay anh biết trước anh sẽ bị cay đắng. Tại vì người ta nói là đậu quắn sẽ mang nhiều cay đắng. Đậu quắn sẽ mang nhiều cay đắng. Anh đổ nước đi, đổ không, nước đi. Không nha, đi, không nha em. Ở đây hôm nay tôi sẽ làm một điều rất bất ngờ. Đó chính là mang tới công lý cho tất cả mọi người. Và tôi là ai? Cha xứ. Cha xứ. Tôi là siêu nhân gạo trắng Uruku ngàn năm. Nhạc quá chương trình ơi. Lên nhạc, lên nhạc cho mọi người. Ấy là, dạ em hiểu chị trả vào chị cười đi, cười em. Rất miệng rồi. Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Khoa học có nghiên cứu là nhuộm tóc sẽ ảnh hưởng đến thần kinh hả? Nhuộm tóc sẽ ảnh hưởng đến thần kinh hả? Là đó, tóc hôm nay anh chị ơi, tóc dính ở ngay đầu. Ê dữ lắm, em bị xoắn não hả? Không. Hôm nay em nói y chang chị luôn. Ý là bởi vì em thấy là mình đôi khi mình hơi mờ nhạt chút xíu thì đôi khi mình làm một cái kiểu tóc để cho nó được chú ý và hy vọng là hôm nay mình có thể được một ai đó lên tỏ tình em. Với một màn ra vẻ đi vào lòng đất như vậy, chị sẽ lật bài của biên tập luôn. Wow, hay. Wow, wow. Yeah. Chị nói cho em biết, với tất cả sự kỳ công chuẩn bị ngày hôm nay, yeah. Duy Luân, yeah. Em xứng đáng không có ai đến tỏ tình. Hay quá chị ơi. Hay, chị nói lắm hay. Vì hôm nay chúng ta có hai chàng hoàng tử. Chúng tôi ở đây làm gì vậy? Chắc hai chàng hoàng tử như vậy, tụi em ở đây không lẽ đúng rồi không, được là một gọi là bạch mã hoàng tử hay là gì chị? Không, em không phải là hoàng tử, em là hoàng thân quốc thích, hiểu không? Em là thân vương. Wow, nhìn em có rất là nhiều năng lực, quyền lực quá. Thôi ok, dạ em chịu đó. Bây giờ mình bật mí rồi, không còn gì bất ngờ hết đúng không? Nhưng mà cái bất ngờ sẽ nằm trong profile, câu chuyện của các bạn hoàng tử này. Thôi bây giờ mình nhiều chuyện quá, đang cái bút nhiều chuyện của mình nói luôn. Dạ. Người quen. Người quen. Em đi dặm phấn đây chị ơi. Còn người quen của ai thì không có biết. Jenna, em lại rủ người nào tới đây nữa đúng không? Thấy cái mặt em gian lắm. Ôi em đâu biết gì đâu chị. Tại em không bất ngờ, giúp cho ai cũng ô, em không có bất ngờ. Ôi em bất ngờ. Chị ơi, chị ở trên sân khấu. Em là em chủ xì vụ này, em giật dây vụ này được đúng không? Jenna hay lắm chị. Chị ở trên sân khấu lúc nào chị cũng quay lưng vào em hết á, chị không có nhìn thấy cái nét của em. Đâu em diễn bất ngờ lại thôi, hồi nãy cái nét của em không bất ngờ. Nó hơi giả chân vậy à? Quá nét quá giả nha. Cái nét nó không bởi vậy đi casting không đầu là đúng rồi nha. Cái nét đó là cái nét diễn điện ảnh em học của anh đó. Hèn gì chị biết sao không? Em thấy nghi là Jenna bữa nay mặc một cái đầm Maxi Luna. Từ sáng đến giờ em vẫn chưa hiểu cái câu đó là như thế nào. Luân, mọi người hãy cùng hợp lực kéo cho cái não của Luân nó thẳng ra nè. Sao vậy Luân? Sao vậy Luân? Sao vậy? Em ổn không? Ok, em ổn. Em ổn. Ý là thấy Jenna dạo này khác quá. Mà trước kia thì Jenna cũng rất là đàn ông. Mà hôm nay thấy... Dạo này thuộc nữ, điệu đà các thứ đúng không? Trông nữ tính hơn và đầm mặc một cái đầm rất là dài, thước tha, phủ dưới chân. Thì không biết là hôm nay... Thì Jenna chuẩn bị rồi mà. Không biết là có phải là đánh rơi đi một chiếc hài nữa không? Hoàng tử ơi! Anh tính không cho em có bồ hay sao? Jenna là chuyên gia dẫn bạn lên để cho tỏ tình người khác thôi chứ không tỏ tình Jenna. Nhưng mà thật sự là chị vẫn lo lắng cho Duy Luân. Dạ. Đi qua cái phòng cấp cứu với chị một chút xíu thôi. Dạ. Trong thời gian này để chị có thể kéo xoắn cái, dạ, cái não và xoắn cái tóc của Duy Luân lại á. 5 phút này mọi người xem thì chị vlog, dạ, giết thời gian nha. Đi hồi sức lại đi. Chị make up dưới cái tóc ra dưới luôn cả não ra luôn. Thì mình lên mình khuấy động chương trình đi chứ. Vlog, chứ tại sao mà mình phải vlog à? Trời ơi. Thì
thì với 10 cái hoa tay thì mình sẽ không có gì ngại ngần cả. Mình sẽ chấp nhận cái thử thách này. Và bây giờ thì mình sẽ thiết kế một cái thiệp Giáng sinh. Chỉ cần nhớ lại cái hình xăm hôm trước là biết cái hoa tay của nó thế nào đấy. Giáng sinh này mọi người đã có bồ chưa? Nhìn này, chắc chắn là chưa có bồ rồi. Trời. Không có bồ được đâu mọi người ơi. Như Zena na này, trời ơi mấy năm rồi mình chưa có bồ luôn á. Không có một mùa Giáng sinh nào mình có bồ cả. Tại sao lại thế nhỉ? Thế là thành ra mình cũng không có quà luôn, cũng không có thiệp luôn. Không có người ôm nữa chứ. Nhưng may là bây giờ ở Sài Gòn là Giáng sinh không có lạnh lắm. Nên là cũng không cần người ôm lắm. Thôi thì tại vì mình biết là các bạn cũng chắc cũng không có bồ đâu, nên là mình quyết định là mình sẽ làm một tấm thiệp Giáng sinh để gửi tặng cho các bạn, coi như là xoa dịu trái tim cô đơn lạnh lẽo mùa đông này nha. Ok không? Ok. Ok. Không cần các bạn ok, mình cũng ok, mình làm đây. Sao em vô tri quá vậy? Ok. Chào mừng mọi người đã đến với lớp học DIY làm thiệp Giáng sinh. Lớp học được đứng lớp bởi thầy Trần Lê Đức. Ôi. Người thầy không biết gì về DIY và cũng chẳng có gì khéo tay cả. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm một cái thiệp để Noel. Này là bánh keo đúng không? Bữa này cũng tóc xoăn nè nên là cũng không được bình thường lắm nha. Làm gì vậy? Gì vậy? Thì tại vì thấy cái này nó cũng hơi đơn giản cho nên là quyết định là sẽ tự làm khó bản thân mình bằng cách tự đặt thời gian cho mình. Chứ thật ra không ai yêu cầu hết. Cho nên là mình sẽ làm tấm thiệp vòng 5 phút nha mọi người. Bởi vì cái thời gian nó có hạn cho nên là nếu mà Hương có làm xấu á thì mọi người thông cảm nha. Ok. Dạ em nhờ các anh chị có thể hẹn giờ giùm em được không ạ? Dạ em cảm ơn ạ. Rồi bây giờ em bắt đầu luôn nha. Giáng sinh của mình thì toàn ở nhà một mình. Đến bây giờ thì cũng đã lâu rồi mình chưa làm thiệp để tặng ai, nhưng mà mình nghĩ là Noel năm nay sẽ là một Noel ý nghĩa của mình và mình sẽ làm một tấm thiệp gì đó để tặng mọi người. Trang cũng rất là muốn một Giáng sinh nào đó Trang sẽ có thể nắm tay một chàng trai và đi chơi Noel và ở bên nước ngoài châu Âu chẳng hạn, được ngắm tuyết. Và bây giờ thì Trang sẽ làm thiệp. Thật ra thì Trang chưa bao giờ làm thiệp cả. Mặc dù là có 9 hoa tay nhưng mà Trang nghĩ là Trang khá là vụng về. Mình thì có nhớ là cái thời ngày nhỏ thì vẫn ngây thơ tin rằng là có ông già Noel và đã từng có lúc nghĩ là sẽ gửi thiệp cho ông già Noel và ông già Noel sẽ nhận được. Nhưng mà lớn hơn một chút thì nhận ra là ông già Noel thực sự là không có thật. Mình sẽ làm một chiếc thiệp hình hình trái tim đi, trái tim màu đỏ cho thật là nóng bỏng. Nóng bỏng. Em cũng là trái tim đấy, em là trái tim màu hồng. Em là trái tim màu hồng. Nhưng mà làm như nào nhỉ? Thứ nhất là cần có một cái thiệp và tiếp theo chúng ta phải trang trí Noel. Chúng tôi dùng đầu tiên chính là màu đỏ. Mệt quá. Nóng là mệt đi hết. Ủa. Thánh Phật. Thánh Phật. Sao anh Mạnh Bảo giúp bạn xin lỗi. Bây giờ mình sẽ ghi vào trong này nha. Ok. Thì Noel thì mình nghĩ ngay đến những chiếc tất đỏ. Thì mọi người ngày xưa hay kiểu để một cái tất ở trên lò sưởi đúng không? Đó, thì bây giờ Trang sẽ làm một cái tất. Tự làm ấy nhở, thôi các Giáng thích nhở. Em cũng thích làm mấy cái handmade đấy. Kiểu tặng cho bạn ấy nó ý nghĩa. Em chưa bao giờ tự làm luôn, em còn đi mua thôi. Em hay tự làm lắm. Em bán nữa mà. Tức quá mọi người, mình kiểu mình bị cái gọi là cái gì nhở? Cái bệnh gì đã cái gì mà mình thích mọi thứ là nó sẽ phải chuẩn chỉ cái gì đó, OCD gì đó. Bây giờ mình nhìn này mình dù mình tự làm ra nhưng rất ngứa mắt nha. Em phải thì kìa. Nó mới đúng mà. Cũng không đến nỗi nào mọi người nhìn thấy vẫn giống trái tim mà đúng không? Lỡ mà có ai đang xem cái clip này á, xong rồi đang có ý định mà lên tỏ tình mình, xong thấy mình kiểu như là có nhiều hoa tay và giỏi nói chứ làm thì không có được khéo léo ấy, thì mọi người cũng
cũng đừng lo lắng quá mà bỏ cái suy nghĩ nha. Mặc dù là mình vẽ không có đẹp nhưng mà mình nấu ăn giỏi. Yên tâm. Thật không ạ? Thật ạ. Tại sao tôi chưa được ăn ạ? Tại vì chị chưa muốn em nấu thôi. Đầu tiên là mình sẽ cắt gốc cây này, sau đó là phần thân cây và bắt đầu là chuyển sang tán lá. Chuẩn đó. Cái này sẽ được gắn lên đầu cây thông này. Để đây. Nên cây thông là phải có lá. Mình sẽ làm một cây thông đặc biệt nhất. Mình nghĩ là mình đã hoàn thành được. Chắc là hơi nham nhở một chút. Anh làm à? Ôi, đáng yêu à. Ra không khí đâu. Ok. Đây là tấm thiệp của em. Thì nhìn nó hơi xấu tại vì em không có nhiều thời gian lắm. Nhưng mà thôi cũng là nó nhìn cũng ra một tấm thiệp rồi đó mọi người. Còn cái này là mình có thể treo lên cây thông. Trời giỏi hả? Cũng là một sợi dây để treo lên được. Và ở bên trong là có lời chúc của em dành đến cho tất cả mọi người vào đêm Giáng sinh. Thật sự ra Giáng sinh là một dịp rất là ý nghĩa, cũng là cái ngày mà Hương thích nhất trong năm. Tại vì Hương tin rằng vào cái ngày Giáng sinh á thì sẽ là cái ngày mà rất là nhiều phép màu xảy ra. Và vào ngày đó thì mình biết đâu được mình sẽ có cơ hội mình gặp được một nửa của cuộc đời mình. Đúng. Và tìm được tình yêu cho cuộc đời mình. Và đặc biệt một điều cực kỳ thích ở Giáng sinh là trời lạnh đó mọi người. Sài Gòn thì nóng quanh năm, chỉ có duy nhất vào Giáng sinh là trời kiểu hơi se se lạnh. Đó là những cái chia sẻ của Hương về ngày Giáng sinh. Ten. Và chiếc thiệp của mình đã hoàn thành xong. Và các bạn có thấy quen thuộc không ạ? Đây chính là hình ảnh của một chú tuần lộc với hai cặp sừng thật là dài và đẹp. Và trong này sẽ chứa đựng lời chúc vô cùng ngọt ngào của Vi Dương. Các bạn có muốn nghe không ạ? Vi Dương xin gửi lời chúc tới tất cả mọi người một Giáng sinh an lành và ấm áp. Và đặc biệt chúc riêng các bạn trẻ sau khi trải qua đêm Giáng sinh sẽ vẫn giữ nguyên được chiều cao của mình nha. Và tấm thiệp này thì mình làm với tất cả tấm lòng và gửi đến mọi người những cái lời chúc Merry Christmas nhân ngày lễ Giáng sinh. Và trong tấm thiệp này thì mình cũng chỉ một cái thông điệp mà nho nhỏ, đó là mong Giáng sinh an lành và ấm áp sẽ luôn ở bên cạnh bạn cũng như là những người thân yêu của bạn. Và mong là những cái điều ước trong đêm Giáng sinh của các bạn sẽ sớm trở thành sự thật nhé. Ten, đây là tấm thiệp của mình vừa mới làm xong. Và mình đã ghi lời chúc của mình vào trong này rồi. Và mình mong là tất cả những ai mà đọc được lời chúc này thì đều thành hiện thực nhá. Thật sự thì trong một khoảng thời gian luôn cũng đó rất là nỗ lực để mà làm cho các bạn một cái thiệp mà những dịp Noel này. Nhưng mà thật sự là vì cái sự mà kiểu bụng về của mình nó cái ngưỡng người ta không chấp nhận được á. Cho nên là ekip đã thấy được tình hình và đoán được cái tình huống, cho nên đã cho Luân một chuẩn bị cho Luân một cái thiệp rất là xịn và rất là đẹp. Và Luân chỉ có thể là viết những cái lời tâm tư gửi gắm đến tất cả các bạn mà thôi. Ủa tại sao phải nói là rất là có thể là vâng ạ. Đây là thiệp của ekip chuẩn bị cho Luân ạ. Cái này gian dối quá vậy. Đúng. Trời ơi. Chúc các bạn sớm có bồ. No! Có bồ. Biết cái gì? Mà không có cũng không sao. Thì cũng không sao. Có tiền. Ok. À, tiền á? Mà không có tiền nữa thì có Jenna. Yeah. Trời ơi. Jenna, thế là mình làm xong rồi nè. Mình hy vọng là bạn nào mà có được may mắn nhận được cái tấm thiệp này của Jenna thì sẽ có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ, hạnh phúc và có được tất cả những cái điều ước mà mình đã chúc các bạn ở trong này. Xinh quá. Tới Noel Huy sẽ không làm thiệp. Huy sẽ làm ông già Noel. Oh no. Huy chưa từng làm ông già Noel, nhưng mà Huy nghĩ sắp tới đây Huy sẽ làm một ông già Noel cho riêng một ai đó thôi, cho một người duy nhất ước thôi. Tăng tăng, không phải đâu, đây này, 1, 2, 3, để cho mọi người đấy, máy cất máy toàn bắt cho Vân nha.
Và mình sẽ ghi lời chúc ở đây, đó là cầu chúc bình an, hạnh phúc sẽ luôn ngập tràn trong tim mọi người. Và khó khăn nó chỉ là một cơn gió thổi là bay. Giáng sinh vui vẻ. Đây là một cây thông Noel. Sao không thể say với buồn cười khi nhìn em làm? Mang tính trừu tượng. Mọi người phải biết tưởng tượng mới nhìn ra được cây thông nha. Bây giờ thì mình sẽ ghi lời chúc. Trời ơi, em thấy cái trái tim nó sai sai để vẽ ngôi sao vào mọi người. Nó phải kè để nó viết chữ nữa luôn kìa trời. Oh. Yeah, xong rồi. Mình đã ghi chú ở bên cạnh. Đây là cây thông Noel nha. Biển báo, báo không chị, không chị là biển báo đúng không? Nhìn cái biển báo. Còn ở bên trong đây thì đây là một cái thiệp ghi cái lời chúc mà mình muốn gửi đến quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Nó hơi xấu thật nhưng mà đây là tấm lòng của mình, cũng là lần đầu tiên mà mình làm thiệp nên là mong rằng là mọi người sẽ không chê nha. Mùa Giáng sinh là rất là ý nghĩa đối với Luân, vì đây là cái dịp mà sinh nhật ba mẹ và anh của Luân. Luân mong là mỗi người chúng ta là sẽ có người cùng đi ăn với bạn, đi dạo cùng bạn trong đêm Giáng sinh dưới thời tiết se lạnh một chút. Luân mong là những trái tim cô đơn sẽ được sưởi ấm bằng tình yêu gia đình, bạn bè, hay đơn giản là có một người tâm sự lắng nghe chúng ta nói về những điều thường nhật của cuộc sống. Luân vẫn ở đây và đợi các bạn. Văn này là mấy chị biên tập viết dùm là chắc luôn. Trời ơi, chương xấu như vậy. Đừng có mà nói nữa. Oan hả? Không, có không luôn. Không luôn. Nhân dịp Giáng sinh này, chúc cho mọi người có một mùa Giáng sinh thật là ấm áp, hạnh phúc, cũng như là có thật nhiều kỷ niệm bên cạnh người thân, người yêu của mình. Chúc cho những người đã đồng hành cùng với mình trong suốt thời gian qua. Mong rằng chúng ta sẽ có thêm nhiều mùa Giáng sinh nữa để có thể hạnh phúc cũng như là đón Giáng sinh cùng nhau thật nhiều nha. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh vui vẻ và ấm áp. Hay hay mà. Hay hay. Hay quá, hay quá. Em nhìn nó giống cây thông rồi anh ạ. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Chúc mọi người mùa Giáng sinh! Cô bé bán riêng kìa! Gì vậy? Lạnh quá! Cái gì vậy trời? Ôi! Chọm á, chọm á, đập con chọm á! Không, cô bé bán riêng, cô bé bán riêng! Trời ơi! Em còn nóng lắm, em còn không ổn đâu, em không quay được số này đâu! Đừng, đừng, đừng chị, đừng, đừng! Để cho con làm ơn, cho em đây mà làm ơn đi chị! Đừng mà, để chị ngồi hãy đăng đu, không sao, khả năng đu sẽ bỏ phòng gym đấy, em yên tâm. Gỡ cái chữ Duy Luân ra giùm chị đi, để hãy đăng đu vô ngồi. Chứ bây giờ là em không ổn, em ổn chưa? Em rất ổn. Anh ơi, chúng em cần order cái anh Duy Luân mà viết mấy cái lời chúc cuối cùng mà nghe nó đàn ông trưởng thành ấy. Mấy cái đó là chị biên tập viết chắc luôn. Đúng rồi. Em rất ổn à. Tại sao cái phiên bản order trên mạng nó khác cái phiên bản mà chị được quảng cáo quá vậy? Đúng rồi. Không, bởi vì á là em đôi nào, khi nào đâu em... nào nào đâu cả mình. Không, thực ra là nói nghe nè, nghiêm túc nè. Nghiêm túc nha. Nghiêm túc, em nghiêm túc lắm luôn á. Này em không nghiêm túc nổi một phút luôn á Duy Luân. Là bởi vì lúc mà trong clip đó là mình nói như ai nhập vô chứ phải là em. Khoan từ từ. Ai nhập. Ai nhập. Ồ, cho nó nhập vô lại được không? Trời ơi. Rồi, nhập vô lại rồi. Bây giờ em tỉnh táo rồi, chị làm ơn làm phước cho em xuống ngồi được không? Thế vẫn thế mà ta. Được. Vậy em trả lại cái mền cho phòng cấp cứu đi. Em ổn đúng không? Em là ổn. Mẹ thương mẹ độ, mẹ thương mẹ độ. Cách ghế, cách ghế, cách ghế nha. Anh bê ghế ra đi, anh tự bê ghế ra đi. Ô trời đất ơi. Oh no. Nghiêm phong rồi. Ủa, sao tự nhiên ghế anh bị gì vậy? Hình như là mọi người không thương em. Mọi người không thương em, mọi người nói tiếng chứ có gì đâu. Thôi không sao đâu Di Lương, mình bỏ xuống thôi. Đây okay. Là một thử thách cho em để thử cái sự thanh lịch và phản ứng của em. Ok, để em xem thử là mọi người sống với em như thế nào. Anh đi luôn nha. Không phải nói đâu được. Bye đi luôn nha. Bye chào bye. Quay tiếp rồi chị rồi. Bye, quay tiếp rồi chị ơi. Lẹ. Thôi bây giờ á, thấy mọi người cũng có hiềm khích với em. Em bù lại cho mọi người một cái khe hở nào đó để mọi người biết được cái manh mối hôm nay đi. Tôi kính thưa các
các bạn ngồi ở đây. Mình có thể bình thường được không? Đừng có nghiêm trọng được không? Có khi bị lây từ anh Dương rồi nên này mọi người đang rất là hồi hộp rồi đấy. Anh đừng làm mọi người vỡ tim nữa. Tôi cũng hồi hộp hơn tất cả các bạn vì người này tôi không ngờ tới. Ai vậy? Người đó sẽ xuất hiện ở đây và tôi không biết. Cái gì vậy trời? Không, tôi biết người này. Lần này đến đây vì ai? Ai? Và xin mời các bạn hãy cùng nhau xem video clip trong thời gian dài dòng cái Di Luân có thể uống thuốc để điều trị lại tâm trí của mình. Xin mời mọi người theo dõi hình ảnh của chàng trai bí mật mà Di Luân đang diễn tả nhưng không ai hiểu. Xin chào, mình là Ngô Đức Hải. Một chàng trai năng động, cá tính với vẻ ngoài khá lạnh lùng. Đấy, bất ngờ chưa? Ai vậy? Cũng biết. Ủa? Bất ngờ chưa? Người quen của em. Vừa gặp bạn này ở ngoài. Biết vừa không? Gặp bạn này ở ngoài kia xong. Nghe hả? Một chàng trai năng động, cá tính với vẻ ngoài khá lạnh lùng, nhưng ẩn sâu bên trong là một trái tim ấm áp. Hãy luôn tìm cho bản thân mình những trải nghiệm mới mẻ và đối lập là mạo hiểm. Bởi vì chỉ có như vậy mới biết được bản thân mình có thể làm được những gì và phá vỡ những giới hạn đó. Hãy luôn tìm cách để có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Và trong phiên bản đó chắc chắn sẽ tốt hơn. Em biết bạn này. Là em chơi cùng. Em cũng chơi cùng. Lúc nhìn vào ánh mắt em, dù em mạnh mẽ tới nhường nào, em không biết. Vẫn là một cô gái yếu mềm và cần được che chở. Style này giống Huy à? Chính vì vậy. Bạn này ngày xưa bọn em bảo là con của Isaac với cả Sơn Tùng MTP à, tại vì nó nét giống hai. Đúng rồi, giống hả? Ông ngoại giống lắm. Hôm nay anh tới đây để được bày tỏ hết những tâm tình mà mình đã cất giữ trong lòng từ rất lâu. Và mong rằng cô gái đã cho anh một nguồn động lực rất là lớn. Em sẽ đồng ý ra về cùng anh để mảnh ghép tình cảm của chúng ta sẽ được trở nên trọn vẹn. Trông uy tín đấy nhỉ? Trang chuối à? Các bạn thấy qua những hình ảnh ở trên vlog này, các bạn thấy cậu bé này như thế nào? Đẹp trai. Rất là có style. Rất có style đúng không? Yeah. Đẹp trai. Rất đi nhau. Đẹp trai. Đẹp trai đúng không? Rồi còn gì nữa không ạ? Hơn anh nha Di Lan ơi. Rất là giống Sơn Tùng và Ai Sắc. Đúng không? Rất giống Sơn Tùng và Ai Sắc đúng không? Nhưng không quan trọng. Người đó chính là em trai của tôi. Wow, really? Thật hả? Wow. Thiệt hả? Vâng. Chắc chắn không ạ? Chắc chắn luôn. Sao không giống tí nào vậy ạ? Em trai ruột hay là em trai sao rồi? Em trai... Ruột à? Kết nghĩa của tôi. Ai chà. Quan trọng là sao? Tôi biết bạn này đến đây vì ai. Wow. Nhưng tôi sẽ không nói ra cho các bạn biết. Em có ý kiến à? Mình đuổi Di Luân ra ngoài luôn. Mình đuổi bạn luôn ra ngoài để chúng ta chơi một cách nó rất là phê. Rất là hồi hộp à. Đúng rồi, em đề nghị mà chị biên tập đuổi luôn ra ngoài à. Okay. Em cứ ngồi đó em nói gì cũng được. Dạ. Không sao hết. Dạ rồi. Bởi vì những gì mà giờ em nói nó hoàn toàn không đúng một chút nào. Dạ. Chị mắc cỡ lắm luôn á. Và bây giờ xin được giới thiệu, bạn Hải sẽ xuất hiện ngay bây giờ để kiểm chứng lại Duy Luân có nói đúng hay không. Xin mời nhân vật chính hôm nay xuất hiện ạ. Là xin chào mừng em đến với Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Câu thứ hai chị muốn hỏi, em có phải là em trai anh trai họ hàng gì với Duy Luân không? Thì lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Trinh cũng như toàn thể các vị khách mời đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay, cũng như toàn thể các quý vị khán giả đang có mặt trước màn ảnh nhỏ đang theo dõi chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Thì thực ra thì em với anh Duy Luân chơi cũng khá là thân với nhau. Oh. Đó.
nhưng mà để nói với anh em kết nghĩa thì chắc chưa có kết nghĩa, tại vì anh em mình chưa có cắt máu ăn thề đúng không ạ? Cắt máu ăn thề thì hôm nhưng nay mà có kết bạn Facebook chưa? Dạ có kết bạn rồi anh ạ. À là có bạn bè. Mọi người phải xin lỗi Duy Luân nha, bạn ấy nói đúng. Thì là bạn bè tôi chứ chưa anh em thì nói cả nghe nào, quê quá. Này mọi người biết hôm nay Ngô Đức Hải tới đây vì ai không? Chắc chắn là không phải anh rồi. Tại sao? Ngày hôm nay tôi trân trọng thông báo. Thôi ngừng. 2 tiếng thôi. Rồi. Các bạn có được bộ đồ này có sự trùng tông hợp tông không ạ? Và ngày hôm nay chúng tôi đến đây để cho tất cả mọi người biết chúng tôi là một đôi. Đi về em. Wow, về luôn đi để con người khác tới chị ơi. Oh my god. Mình lại tỏ tình với em. Em là tỏ tình với anh đúng không? No. Anh nhưng mà không. Em nghĩ là em ơi, em đưa anh ra đằng sau, để anh ở đằng sau em vòng lại đây cũng được, không sao hết đâu. Đi về, bây giờ xong rồi đó. Em thỏa mãn được cái vấn đề là em đến đây vì anh rồi đó. Hôm bữa em nói với anh rồi mà. Tại sao em lại bây giờ em muốn có sự thay đổi hả? Em bịt miệng anh lại giùm chị với. Tại sao? Thôi đi lần ra đi về. Anh ơi, về. Tới rồi. Không về đâu. Ủa, gì vậy? Bắt về đi. Rất xin lỗi ạ, rất xin lỗi. Không sao ạ. Đau đầu quá à. Bê ghế đi luôn bạn. Em có cần chị truyền thay, chị sẽ thay mặt gia đình xin lỗi em. Mình có dây thừng không? Mình cột cái chân lại vào cái chân ghế. Rồi mọi người cứ tiếp tục. Đây là cái sân khấu với ánh sáng của em, nên mọi người sẽ đảm bảo tất cả mọi thứ spotlight sẽ dành cho Hải. Dạ. Dạ nên chị sẽ tắt cái đèn ở bên chỗ Duy Lân. Tắt đèn giùm. Đừng mà cứu em đừng. Cảm ơn Trung Huy, đó là nhiệm vụ xuất sắc của em. Thầy giáo Nguyên Trực. Dạ. Với cái tầm nhìn của người có thể biết được Đông Tây Kim Cổ quá khứ nhị lai. Tử Vi và Phong Thủy. Vâng. Theo thầy thì hôm nay bạn Hải đến đây vì ai? Chào Hải nhá. Đầu tiên thì em nhận thấy rằng là Hải là người Bắc ạ. Chính vì thế cho nên là em đang đặt nghi vấn là Hải đến đây vì một cô gái người Bắc. Người Bắc. Vậy thì với sự đúc kết kinh nghiệm vạn lần đoán và trăm lần sai. Thôi, cho chị biết ngay đi. Đây chính là chị rất là nhiều chuyện ha. Bây giờ em cho chị đoán ngay, xong chị không có nói dài ngày đầu, chị bật mí lần thôi. Thật sự luôn đi mà chị kinh khủng luôn. Đây, ngay vào vấn đề luôn em. Hay ơi, đấy người ta chọn. Chị ơi, có phải em không chị ơi? No. Phải em không chị ơi? No. Thôi, tự nhiên em dừng lại lâu quá vậy. Em là em chọn ai? Chọn nha, em phải biết ghế số 6 đó nha. What? Ôi. Ai vậy? Duy Luân. Nha, nhớ nha, ghế số 6 đó. Em mà không chọn là chết đã luôn luôn. Chị ơi, tới hình em chưa? Xin phép. Không thể nào mà kìm được cái sự xúc động trước tiên tri. Tôi biết là cậu này như thế nào. Huy, anh Huy. Tôi bấm. Anh có tin em trục xuất anh ra khỏi cái làng này không? Bấm đội. Nào anh bấm đi, anh bấm cho em phát. Tôi đang bấm. Giờ như thế nào là cô sẽ trực. Luôn, em nói một tiếng nữa thôi, chị tháo giày trong vòng nữa. Nửa phút luôn đó. Hải em đừng lo, không sao. Các bạn tuy là không ổn định về tâm lý, nhưng mà các bạn rất tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ. Và chị nghe nói là Hải đến đây cũng quen thuộc rồi, nên em không có vẻ gì là bất ngờ nữa. Bản thân em cũng đã từng quen thuộc với sân khấu của Tỏ Tình Hoàng Mỹ hoặc là Ngôn Tình Hoàng Mỹ đúng không? Thật ra thì đây cũng là lần thứ hai em có mặt ở sân khấu này. Nhưng mà cảm xúc thì nó vẫn như vậy chị ạ. Em vẫn rất là run và vẫn rất là hồi hộp.
thì thực sự là nó vẫn như ngày đầu vậy đó. Dạ. Nó không có căng cả. Luna muốn hỏi gì bạn hỏi trực tiếp ở đây nè. Dạ không, ý là em muốn thắc mắc sao? Dạ em lên đi, lên đi tránh thử đi. Ơi. Em quạt đi. Chị làm sao ấy nhở? Chị làm sao ấy nhở? Luna chưa coi. Luna. Chưa bỏ dây dài ghê em mày à. Luna mặc đồ cặp hả? Ơ. À. Sẵn hỏi bạn hồi đó bạn đến đây vì ai? À đợt bạn đến đây vì ai vậy ạ? Ờ vì Luna thì sao? Oh my god. Em làm vậy là Luna nuôi hy vọng đó. Đúng rồi. Rất nuôi hy vọng lắm luôn nha. Khuôn mặt rất nuôi hy vọng. Ơ kìa. Anh Huy. Sao Duy Lân còn nói vậy? Nói nhiều thế à? Không, ý là mình hỏi lần trước bạn đến đây là vì ai? Đợt trước là bạn tới đây là tỏ tình hay là ngồi ghế? Ờ, lần trước là mình đến đây là tỏ tình. Ờ. Ờ, lại lần này là... Không biết là vết thương đấy có đã lành chưa. Nhưng mà nếu mà chưa lành thì cứ để đó cho mình nhá. Chẳng hề hay biết lúc nào người thích anh. Ê. Vết thương này ở trong trái tim, em phải khám mới biết được chứ. Chị ơi, em là điều dưỡng mà em không có nhiệt tình gì hết. Ở đây đông quá chị à. Ủa em đi khám cho em làm cái gì người ta? À, khám ạ. Ủa. Động chạm sờ luôn kìa, sợ quá. Chưa, trái tim đập như nào. Dạ, bây giờ có cách để biết có phải là mình không á. Em biết mặt trăng không? Dạ, em biết. Mặt trăng có một nguồn năng lượng rất là êm ái. Luna, trổ tài với em để cho bạn bớt luôn. Em ơi, mặt trăng khuyết đó. Mặt trăng khuyết. Trời ơi. Ui, nó đập gữ quá mọi người ơi. Và nó chắc lắm mọi người ạ. À. Chắc hả? Ủa? Là làm sao mà biết chắc là ghê vậy? Dạ, trái tim này em thấy khá là chắc chắn đấy ạ. Chắc chắn? Dạ, chắc wow. Chắn. Chắc chắn thế. Có lẽ nào. Ê, mà lát nữa đó, hai người mà hẹn hò với nhau xong mình tua lại cái MV á, xong rồi lọc nhạc vô, dễ thương lắm á. Em nghĩ là mấy cái đoạn mà em hay lên như thế này là em không được tỏ tình đâu chị ơi. Em tiền kia gì mà đúng quá vậy, về chỗ đi nè. Đó, Hải đôi khi là mình phải đánh lạc hướng như vậy để người ta không biết là mình thật sự đến tỏ tình vì ai. Dạ. Và để biết được câu trả lời thật sự, bạn Hải lần thứ hai đến với chương trình sẽ mở lòng với cô gái nào và vết thương năm đó đã hàn gắn chưa? Mọi người hãy cùng đến ngay với phần từ khóa. Chào Duy Hải, bây giờ thì em có thể giới thiệu lại một lần nữa thật là tự tin về bản thân mình. Và đặc biệt là năm từ khóa em mang đến đây ngày hôm nay á, có liên quan gì đến các cô gái hay không? Em xin giới thiệu tất cả mọi người, em tên là Ngô Đức Hải. Em năm nay 22 tuổi. Hiện tại em đang là một model và diễn viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Về năm từ khóa em mang đến ngày hôm nay thì nó cũng sẽ có một cái ẩn ý gì đó để có thể biết được người con gái hôm nay em đến tỏ tình là ai. À, vậy thì cái tâm tư nguyện vọng của em đến với chương trình là mong muốn là điều gì? Dạ, em mong muốn là anh không có nho như thế nữa. Tại vì anh em mình ở ngoài chơi với nhau, em không nghĩ là anh nho như thế. À không, bởi vì là anh... Ôi, như vậy là quê rồi, thế là đủ rồi bạn ơi. Thật đó. Hay, nói chung thì hôm nay thì thấy Hải tới đây với lời tỏ lần tỏ tình là trên sân khấu này lần hai thì anh nghĩ là hy vọng thì em hãy cứ giữ bình tĩnh và hãy luôn luôn là chính em, vì anh nghĩ là người cô gái đó sẽ hiểu được là những tâm tư của em như thế nào. Ok chưa? Dạ em xin cảm ơn người anh em chưa cắt máu anh thì rất tuyệt vời luôn à. Em ráng đợi một chút nữa. Vân đã về rồi. Vân ơi, cái thuốc cho Duy Lân lấy được chưa em? Đây chị ơi. Rồi nhanh lập tức đi. Anh lên đây. Đây em xong. Huy ơi, cho xong tay đi Huy. Nước ơi, nước này đi nào. Hồi nãy uống nước rồi. Em rửa tay đi. Hồi nãy uống thuốc nước rồi. Rồi rồi. Mọi người uống đàng hoàng. Em ổn cho em không nói linh tinh nữa nhá. Oh no. Ok chưa? Chưa. Chị ơi, uống thuốc vào 5 rưỡi ra hẳn chị ạ. Cảm ơn Trần Vân, nhờ em
Rồi rồi rồi. Kịp thời. Đồ đồ làm mơ đừng đợi vào đó tóc tôi. Tóc tôi là một tiếng đó, làm mơ là please. Tôi rất là dễ thương đó. Ai tắt mic anh Luân đi ạ. Mọi người rất lo cho em nên mọi người đã tắt mic của em tạm thời trong vòng cái phần từ khóa này. Em có thể dùng cái hình thể của mình để diễn đạt. Em là diễn viên mà đúng không? Không, cái đó là bị co giật. Anh đừng kêu lên những cái tiếng nó nhạy cảm như vậy đúng không? Chúng ta tắt mic của Duy Lân đồng thời tăng mic của Vi Dương. Dương, mic của em đang được là tăng âm lượng lên. Em có thể nói điều gì khiến cho Đức Hải tự tin hơn được không? Vì bạn ấy cũng khá là hồi hộp và nhất là đối diện với Duy Luân nữa. Sống sống ngầm lớn quá chị. Mọi người nghe âm lượng nhưng mà em nghe sống ngầm không à? Quá lớn. Em chỉ có thể nói với Hải là Hải rất là đẹp trai, tự tin lên em. Dạ, em cảm ơn anh. Tin là hôm nay em sẽ mang được người con gái của em về. Hay quá, hay quá, hay quá. Thật là sâu sắc. Sâu sắc luôn. Rất là ngầu. Người con gái đó, theo bạn là người con gái như thế nào ta? Tắt mic. Rồi, coi như mình không biết nha. Ủa, cái tiếng gì ấy nhỉ? Nghe như là có người đang nói sóng âm ấy. Nó cũng lạ lắm nha, chị thôi mình vô tìm hiểu bạn. Không biết là Lê Đức á, em nghĩ sao về bạn Hải và bạn, em đoán xem là năm từ khóa xuất hiện ít nhất sẽ có một từ như thế nào để xem mình có đủ độ nhạy cảm tinh tế là biết bạn Đức Hải sẽ chọn từ khóa gì hay không? Để mà nói là biết được bạn Đức Hải sẽ chọn những từ khóa gì thì nhưng mà sau những gì em biết được về bạn sau khi bạn chia sẻ thì em có một số cái lời khuyên thôi, em không biết là nó có đúng hay không. Nhưng mà anh em chắc là có duyên gặp nhau nên là cứ khuyên nha, nghe dạ. Được cái gì thì nghe. Dạ. Đây là lần thứ hai em đến với Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Anh nghĩ là để mà tỏ tình được một người nào đó trên sóng truyền hình ấy, vượt qua lần đầu tiên đã khó rồi. Mà đến lần thứ hai anh nghĩ là em sẽ có kế hoạch hơn cho cái lần thứ hai này. Có kế hoạch là tốt, nhưng mà đây là câu chuyện về tình cảm. Thì mình đừng để cho kế hoạch nó lấn át cái sự chân thành nhiều quá. Anh chỉ muốn nói vậy thôi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Bây giờ em nhận ra là bây giờ em có một người đồng hành. Đây một thầy giáo dạy văn đây rồi chị ạ. Ồ ạc luôn á, lơ là ồ ạc luôn, không có kế hoạch luôn. Ồ ào vô là trời ạ thôi. Sở dĩ mà mình hỏi nhiều như vậy làm tinh thần trước từ khóa bởi vì bản thân của Đức Hải cũng biết đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng và Luna cũng rất chính xác để hỏi bạn câu lại vết thương cũ đã lành chưa, thì sợ rằng tâm lý các bạn nữ đây cũng sẽ suy nghĩ rằng là bạn ấy có chắc chắn không? Bạn ấy đến đây có phải thật sự là vì mình không? Sau một khoảng thời gian vài tháng hoặc là 1-2 năm như vậy á, tình cảm của bạn ấy dành cho người kia nó đã hết chưa? Nếu hôm nay em đến tỏ tình bất kỳ ai ở đây họ cũng sẽ có sự so sánh. Em có nghĩ rằng là đây là một nhiệm vụ rất khó không? Suy nghĩ. Sau lần tỏ tình đầu tiên, bản thân em cũng rút ra được rất là nhiều thứ. Đó là không phải là tình cảm nó đến một cách bất chợt được. Nó không đến một cách mà mình chỉ mới có thể nói chuyện với nhau một vài câu nói mà có thể rung động được. Yeah. Thì sau cái lần thất bại đó thì em cũng trưởng thành rất là nhiều. Em cũng đã gặp gỡ và em cũng đã cho bản thân mình nhiều cơ hội để có thể trải nghiệm nhiều hơn và cho mình thêm nhiều vốn sống. Em nhận ra rằng là khi mình thích một người nào đó đủ lâu thì mình sẽ dành đủ tình cảm cho họ. Thì em chắc chắn rằng cái thời gian để em nuôi tình cảm đó nó cũng đã đủ lâu và hôm nay là thời điểm chín mùi để em có thể lên bày tỏ tình cảm của mình. Cảm ơn em, đó là điều mà mọi người muốn nghe. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần từ khóa của bạn Đức Hải để xem các bạn có nhận ra mình ở trong từ khóa đó không. Xin mời từ khóa xuất hiện. Jenna, em thấy từ nào đập vào mắt em đầu tiên? Thật ra thì em với Hải có quen nhau từ trước rồi. Là bọn em với Hải với Duy Luân là một nhóm rất là thân luôn, cộng thêm mấy người nữa. Đúng rồi. Mấy cái này thì em cũng gần như là biết hết rồi. Thì em nghĩ biết là em luôn. Em nên diễn một cái nét ngại ngùng một chút xíu hả? Hả? Em làm hồi nãy giờ anh thấy em có vẻ bản lẽn lắm. Mỗi lần Hải lên thôi có vẻ gì bản lẽn vậy biết. Anh biết tại sao không? Nãy giờ anh chuyển spotlight quá. Không ai chen vào được luôn á. Sao tập này là bớt thân với Duy Lưng nha em. Không, bởi vì đó là tụi em cũng có chơi ở ngoài. Hải, em và Jenna có chơi ở ngoài với nhau rất là nhiều. Jenna mới nói rồi.
mới nói xong á. Chị muốn dặm lại cho nó nét thôi xíu. Vậy ha. Dạ. Cho nên là thấy cái nét của Zina hôm nay nó hơi một cái đầm rất là già, nên tôi cũng có một cái nghe một cái gì đó, cái mùi đâu đây. Cái mùi này thì cái mùi gọi là hơi khác thường, hơi khác bình thường đúng không? Cả nguồn sống thu bé lại chỉ bằng một em bé. Ê, công nhận nha. Dạ. Duy Luân tuy tỉnh nhưng rất tỉnh nha. Nãy giờ mình cứ đùa đùa chứ thật ra những cái dữ liệu mà Duy Luân đưa ra rất chính xác. Thứ nhất bạn ấy nói là một người anh em, đúng là có một người anh em. Bạn ấy bảo là hôm nay là tôi biết ai sẽ được tỏ tình. Có thể bạn ấy biết, biết đâu. Jenna, em có nghĩ là một nhóm bạn thân chơi với nhau cũng như mô típ cũ, bạn ấy sẽ lên tỏ tình em? Hơi hơi chị ạ. Nhưng mà em tại vì em biết là Hải cũng có quen sơ sơ sương sương, nhất là quen trang chuối như là 3 năm luôn rồi. Chà. À, vậy là bà ấy cũng biết trang chuối. Vâng. Thật ra em với cả Hải là quen nhau phải hơn 3 năm rồi. Ở trước là bọn em rất là thân, kiểu gần như là ngày nào cũng gặp nhau luôn á. Thì thật ra cũng có xét hai trường hợp. Ví dụ nếu mà Hải đã biết bạn em Trang Banana trước rồi, nhưng mà thật ra Hải cũng biết Zena nữa. Không ấy, tụi mình đi về đi. Dạ. Tôi thấy chà lắm rồi. Ngay từ đầu bảo đuổi Duy Luân. Dạ, để nó quay nghe. Ôi, tôi xin lỗi anh, nói chung mấy anh em này, nói chung là mình lên nói chuyện hoan hỷ thôi, vui vẻ nè. Hàng chi hôm nay là mặc đồ trắng riêng biệt với tụi em vô tất bật chọn đồ xong rồi. Đúng rồi anh à. Vừa vào là dành nguyên cho bộ đồ trắng thôi. Vô, tụi này thầm thường. Hôm nay là show Duy Luân à? Hôm nay là show của bạn à? Duy Luân và những người bạn. Không, thấy Vi Dương không? Vi Dương. Không, Vi Dương rất là tốt, chỉnh mic cho Vi luôn. Nhưng mà em nên chỉnh là chỉnh vậy nha. Em nên chỉnh vậy. Chứ đừng chỉnh vô. Sao chỉnh chắc. Duy Luân, em bị phạt 3 từ khóa. Sau 3 từ khóa mới được nói chuyện với mọi người. 5 từ khóa đi chị. Ủa, xin chị hãy phạt 5 từ đi. Chị ơi, cho hết show này được không ạ? Hết show được không ạ? Em biết tại sao bị phạt 3 từ khóa không? Dạ. Vì em lộ đề của biên tập. À vậy hả? Dạ, coi như em... Em đã cung cấp quá nhiều những thông tin không cần thiết. Bây giờ nha, nếu như em nói là em hiểu bạn, em biết bạn, em chơi với bạn á, chị cho em đoán thử hai từ khóa là hai từ khóa đó nói về cái gì. Thí dụ bản lĩnh và nội ngoại, theo em hai cái từ này có liên quan với nhau không và nói về điều gì của bạn ấy để bạn ấy sẽ xác nhận lại cho em biết em có thân đủ không. Nội ngoại và bản lĩnh là cái cá tính của Hải là như vậy. Tức là Hải là một cái người mà nửa sống nội tâm mà cũng rất thích đi ra ngoài giao tiếp với mọi người, rất là vui vẻ, rất là cũng hay nói xàm. Nói chung là hai ông này y chang nhau á, nên mà mới chơi với nhau được á. Xàm sao nói nghe nào, con à? Chưa được nói, anh chưa được nói. Mới hứa rồi. Phạt 5 từ khóa nhá. Rồi xin mời ạ. Bản lĩnh thì mặc dù là Hải mới 22 tuổi thôi, nhưng là kiểu cũng hơi già trước tuổi á, và rất có bản lĩnh, bạn cũng trải qua rất là nhiều chuyện rồi. Thì nói chung là bạn mặn mé vậy đó. Khi mà em chơi cùng thì em thấy là Hải với em cũng có khá nhiều điểm tương đồng với nhau. Dạ. Nào Đức Hải, em xác nhận lại những gì Jenna nói có đúng không? Đấy, cái chữ nội ngoại không phải là nhà nội nhà ngoại, mà là ở bên trong và bên ngoài. Và bản lĩnh là bản lĩnh của em đương đầu trước thử thách phải không? Thật ra thì những cái mà chị Jenna vừa nói thì nó chỉ đúng một phần tính cách của em thôi. Về nội thì nó thể hiện cho cái việc mà bản thân em đã được bố mẹ ở nhà dạy dỗ từ nhỏ, và cụ thể là dạy dỗ tự lập từ năm lớp 7. Thế là tất cả những điều mà trong gia đình thì em đều có thể làm, và em tự lập khá là sớm. Thế nên là bởi vì em tự lập sớm như thế nên em nhận ra được cái giá trị của hạnh phúc gia đình nó như thế nào. Nên là em rất là muốn sau này cái gia đình của mình sẽ có một cái hạnh phúc một cách êm ấm nho nhỏ thôi. Thì ví dụ như là sau này em có vợ chẳng hạn, thì em sẽ đi làm hoặc vợ em cũng đi làm, thì tối về hoặc những ngày nào mà hai đứa có thời gian rảnh thì sẽ cùng nhau ở nhà nấu ăn, rồi là làm những cái công việc nhà cùng nhau. Nó rất là hạnh phúc. Và còn về cái phần ngoại thì nó miêu tả cho cái ngoại hình của em. Thì em xin phép hỏi tất cả mọi người đây là khi mà mọi người nhìn thấy em thì mọi người có cái cảm nhận gì đầu tiên ạ?
Đây đây đây, Vi Dương đang thị diễn tả đó. Vi Dương, Vi Dương, Vi Dương kìa. Vi Dương nào. Sao Dung Huy dịch lại cho Vi Dương đi, là nhìn thấy ngoại hình của Đức Hải á, thì cảm giác của Vi Dương ấn tượng điều gì đầu tiên? À, hồi nãy giờ Vi Dương đang thấy nóng trong người vì thấy Hải mặc đồ như thế. Nhưng mà không sao, nhưng mà thời trang thì nó phan thời tiết. Vi Dương cũng rất là đồng cảm với Đức Hải. Nhưng mà Vi Dương nói giọng giọng Bắc em ơi. Ê giọng Bắc à? Ê giọng Bắc à? Tức thật. Thế thì phải đổi tông nha. À không, em một tiếng nữa. Nào, một tiếng nữa. Trung Huy, thế thì bạn Vi Dương nghĩ rằng là ngoại hình của bạn Đức Hải ấn tượng có điều gì khiến cho mọi người cảm thấy thu hút? Cái này Vi Dương thấy là... Đó là giọng Việt Kiều em ơi, đó là giọng Việt Kiều em ơi. Long dòng này không bắt nhá. À, em dịch thôi thì Vi... Ok. Vi Dương nói là sẽ gửi mail cho Đức Hải riêng, chứ không tiện nói trên sóng truyền hình. Tại vì thấy Đức Hải khá là đẹp trai hơn Duy Lương, nói sợ Duy Lương đau lòng. Đó có phải là những gì em xù xì vi vu nãy giờ không hả Vi Dương? Không. Rồi Duy Lương thôi, đừng. Chính xác ạ. Em sợ anh Duy Luân buồn, sang chấn tâm lý em mới phải nói nhỏ với cả Huy. Đó. Nhưng mà không ngờ Huy lại nói cho cả thế giới. Bây giờ em học tốt lại, chung lại theo chung lại theo đúng phong cách Vi Dương là sự thật mất lòng. Thế Đức Hải, đó có phải là một cái điểm mạnh của em không? Tức là thường em sẽ được so sánh với các người bạn của em là em sẽ đẹp hơn hoặc là em sẽ giống ai đó. Về vẻ bề ngoài của em thì đa số mọi người lần đầu gặp thì sẽ hay liên tưởng đến một vài người nổi tiếng nào đó. Ừ. Và bên cạnh đấy thì mọi người cũng sẽ có cảm giác như em là một người rất là khó gần. Bởi vì như mọi người có thể thấy thì mặt em khá là lạnh. Nếu như mà em không cười nói vui vẻ thì đấy là cái ý nghĩa của về cái việc ngoại. À. Em đang ám chỉ ngoại hình của mình. Thì là bởi vì em đôi lúc em liên tưởng ngoại hình của em giống như một cái tảng băng vậy. Mọi người tưởng tượng một cái tảng băng nó rất là nhìn nó rất là lạnh lẽo và nó rất là cứng rắn. Nhưng mà khi nó được sưởi ấm thì tất nhiên nó sẽ tan chảy. Bản thân em cũng như vậy. Thì mặc dù bề ngoài của em nhìn có vẻ như là nhìn rất là kiểu lạnh lùng. Kiểu sao? Lạnh lùng sao? Sao ạ? Ok. Bây giờ nhá, em mà nói một câu lưỡi bứt một cọng tóc nhá. Ê, xoay cái ghế cả ghế luôn. Xoay ngược lại luôn. Đây, ngồi đây. Ngồi xuống, em bị phạt co một từ khóa nữa nhá. Đây, ngồi đây. Oh no. Đây, muốn lên hình thì thò ra nhá. Ok. Nhưng mà chỉ được lên hình thôi nhá. Ngoan nhá. Ngồi đây hết tiết, khoảng chừng là một từ khóa nữa mọi người sẽ đón em về nhá. Không có đi chơi với người lạ nha. Thôi, em nói đi. No. Em muốn bốn từ khóa không? Ngồi đấy, em ngắm cái lâu đài xanh mà nghĩ về những tội lỗi mình đã gây ra. Rồi, ngồi đấy không nói gì hết, nói một tiếng nữa là bứt một cọng tóc nhá. Rồi. Đấy là về cái vấn đề ngoại hình của em. Nhưng mà thực chất thì nếu như ai đã tiếp xúc với em hoặc là ai đã chơi đủ thân với em thì sẽ biết được em rất là xàm. Giống như anh Duy Luân vậy. À, sao? Em ơi đừng nhắc đến anh Duy Luân nữa. Em đừng có nhắc tới Duy Luân nữa, anh bạn đấy hiện hồn về bây giờ. Rồi. Bởi vì cái ngoại hình như thế nên em cũng hay bị mọi người gán cho em một cái mác là chảnh ngay lần gặp đầu tiên. Đó, thế nên là em cũng khá là chật vật về cái từ chảnh đó. Nhưng mà em nghĩ là về một cái khoảng thời gian sau đó, hoặc là em sẽ biết cách cải thiện bản thân mình để người khác không có một cái ánh nhìn đó về mình khi lần gặp đầu tiên nữa. Thì đấy là về cái từ ngoại. Cái từ đó chắc là Vi Dương nè, Trung Huy và Nguyên Trực sẽ thấu hiểu. Tại vì ngoại hình của các bạn đôi khi trông hơi lạnh và trông hơi chảnh, hơi sắc. Thì Nguyên Trực có bao giờ nghĩ là mình sẽ dễ bị hiểu lầm là gương mặt khó gần không? Dạ có ạ. Tại vì là mọi người đấy, Huy hôm nay em gặp mà lâu lâu anh em gặp mà lại mà Huy chốt ngay một câu là nhìn mặt anh nghiêm túc khó gần. Huy tự dưng sát muối vào trái tim em. Thế là từ đầu chương trình giờ em không nói được câu gì luôn. Oh no. Ôi gì hả? Rồi em bị tổn thương hả? Tổn thương từ lúc đấy luôn ạ. Xin lỗi. Chết rồi. Anh buồn lắm. Bây giờ đi làm hòa đi Huy, vì cái mặt em cũng đâu có dễ gần đâu Huy. Sao mà nói người ta như vậy?
Với anh em mình làm hòa xa xa. Anh em làm hòa đi nào nhá. Ôm nhau gái cho nó tình cảm. Thôi không giận nhau nữa nhá. Thôi khóc, không khóc, không khóc mà. Không khóc. Không gì khóc hết. Nói giọng chạy. Không gì khóc hết. Đi về chỗ. Không, nhưng mà em thấy anh Nguyên Trực nhìn cũng đâu đến nỗi khó gần đâu. Nhìn ai anh rất là thiện cảm. Ai khó gần nói nghe nè. Anh khó gần nhất anh Duy Luân. Đừng có nhắc tới Duy Luân nữa. Bạn ấy đang bị phạt xoay mặt vào góc tường. Còn một từ khóa nữa tới em rồi, yên tâm. Bản lĩnh thì sao? Về từ bản lĩnh thì bản thân em tuy mới 22 tuổi thôi, nhưng thực chất em tự nhận thấy bản thân mình cũng hơi đứng đắn so với lứa tuổi hiện tại. Bởi vì em cũng trải qua khá là nhiều thứ, từ gia đình cho đến bản thân. Sau nhiều biến cố như vậy thì em học được nhiều cái mà cuộc sống cũng như cuộc đời dạy cho mình. Đó nên là em càng ngày em càng biết cách để hoàn thiện bản thân mình hơn. Và một cái nữa quan trọng là em nghĩ là những cái khó khăn nó xuất hiện thì đó là một trong những cái cơ hội để mình có thể chứng minh được cái bản lĩnh của bản thân. Và như mọi người đã biết thì đây cũng là lần thứ hai em tới. Và em nghĩ là lần thứ hai này em bước chân tới đây, em cũng đã rút ra được những cái kinh nghiệm riêng cho bản thân mình. Và em đã cũng có thêm một phần bản lĩnh để có thể chứng minh cho cô gái mà em sắp tỏ tình có thể có một cái niềm tin để mà dựa dẫm vào em. Cảm ơn Đức Hải nha. Theo những gì bạn chia sẻ thì bạn đã có thời gian tìm hiểu bạn ấy gái trước là bạn bè, thì chắc là Trang và Nana. Em có nghĩ được bạn ấy đến đây vì em không? Và nếu có thì em có thể dự đoán thêm một từ khóa để hiểu thêm về bạn Đức Hải nhé. Thế này hơi bất ngờ nhỉ. Em muốn nghe thêm về từ lắng nghe á. Lắng nghe em muốn hỏi bạn ở đây là sau một cái thời gian dài quen biết rồi chia sẻ này kia với nhau, thì em hay người bạn gái kia là người lắng nghe? Và nếu như trong một cuộc tình ấy thì em đã là người lắng nghe chưa? Và nếu như bạn gái kia mà là người không lắng nghe thì em sẽ xử lý như thế nào? Một câu hỏi rất là hay, cảm ơn chị Trang. Với bản thân em thì em cần cái sự lắng nghe ở trong một cái mối quan hệ tình cảm. Bởi vì chỉ có cái sự lắng nghe thì hai người mới có thể kết nối với nhau và có thể hiểu nhau nhiều hơn. Còn với em, khi mà em ở trong một cái mối quan hệ nhất định thì em luôn đặt ưu tiên cái sự lắng nghe lên hàng đầu. Nếu như hai người có khúc mắc gì đó với nhau, em muốn hai người sẽ cùng ngồi lại để mà nói cho nhau những cái điều mà hai người vẫn chưa thực sự cảm thấy ok với nhau, và sẽ cùng gỡ rối những cái điều đó. Bởi vì nếu như không chia sẻ với nhau, không lắng nghe nhau, không thực sự thấu hiểu nhau thì thực sự chỉ cần một vài cãi vã nhỏ cũng sẽ gây đến cái sự chia ly. Thì đấy là em khi mà em quen một người nào đó. Cảm ơn em. Lê Đức, em nghĩ sao về từ khóa này? Bản thân anh khi mà nhìn vào năm cái từ khóa của em ấy, cái từ lắng nghe là một trong những cái từ anh để ý đầu tiên. Bởi vì anh cũng là một người rất thích lắng nghe. Anh lắng nghe mọi thứ trong cuộc sống, kể cả ví dụ như là khi mà chị Trinh chia sẻ một câu chuyện nào đó, hay là tất cả những người ở đây chia sẻ, anh cũng lắng nghe. Em xin lỗi. Riêng Duy Luân đừng lắng nghe. anh đang Duy Luân cũng có cả lắng nghe mà. Duy Luân. Dạ ok, anh nó tiếp tục, anh tiếp tục. Khi nào Duy Luân duỗi cái tóc ra thì mới lắng nghe được. đó là như vậy. Ok, quay lại nhá. Dạ. Anh rất là thích, nhưng mà nhá, với câu chuyện tình cảm ấy, thì anh nghĩ với một người đàn ông lắng nghe thôi là chưa đủ. Đàn ông ấy thì mình nên có những cái hành động của mình nữa. Bởi vì đôi khi ấy, người con gái họ không nói để cho mình lắng nghe đâu. Họ im lặng thôi. Đến lúc đấy là cái lắng nghe nó không còn giá trị nữa rồi. Nó cần phải có một cái sự hành động nữa. Nên là đặt cái lắng nghe lên đầu tiên là đúng, nhưng mà phải có kèm thêm những cái gì đó nữa. Đây, kèm thêm cái này nè. Khi mà tôi nghe bạn nói xong á, tôi sẽ kèm thêm một câu như thế này. Chúng ta sẽ luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Là một người bạn của bạn mọi nhà. Tại sao Đức đang nói một cái rất là ý nghĩa. 3, 4, xoay ghế giúp chị lần này. Quay ghế lại lần nữa đi ạ. Em biết mà. Anh Duy Luân không ơi. Để xuống đất luôn, để xuống dưới kia, bỏ xuống cái lâu đài luôn. Đừng ạ, cứu em ơi. Em là bị đầy vĩnh viễn hết cái từ khóa này. Oh my god. Bước ra ngoài giùm chị. Ngoài dọn ra ngoài luôn. Trời ơi là trời. Em ở ngoài cột cờ cho đến hết tiết rồi mới vào đây nhá Duy Luân. Hết tiết nhá, chị nào em có tiến triển trong tâm lý thì em sẽ được quay trở lại. Xin mời Trung Quy quay trở lại với chủ đề nè. Bây giờ em biết lỗi chưa? Em đi về đây Duy Luân, em đứng khoanh tay lại. Đôi khi mình, em chỉ nói những lời cho mọi người. Em đứng thôi, em không được ngồi nữa, em bị phạt rồi.
Hay là em muốn giả bộ có cái ghế ở đó, em ngồi giả bộ. Hồn á, trong khi bạn là bạn cô đó, em anh em anh em tốt đó mà như vậy đó. Vi Dương, nếu mà em thấy bạn có bất cứ động tĩnh nào là em khều Trung Huy liền nhá, sợ Trung Huy không tập trung, không quan sát được á. Dạ vâng ạ. Em để là em giám gọi... sát của bạn ấy nhá. Để em gọi đồng bọn ngay. Em đứng ngoài cột cờ, đứng sau cho thẳng thóm này, không nói linh tinh nhá, lớp đang học nhá. Bài học chào cơ lớn nào. Này quay trở lại chủ đề lắng nghe. Tiếp nối Lê Đức với những suy nghĩ rất chín chắn về sự hành động và lắng nghe, thì chị thấy là trong nhóm mình á, Lan Hương là người cực kỳ lắng nghe. Cô ấy cực kỳ ít nói, bởi vì khi mà mình mời thì cô ấy mới nói. Đa số là cô ấy sẽ nhường cho mọi người tương tác, cũng không cố gắng để chia sẻ về cá tính của mình. Có phải đây là điều mà em đã học được sau một khoảng thời gian mình tương tác nhưng mà lại không nhận được những cái phản hồi tích cực, hay là có lý do gì khác mà em chọn lắng nghe nhiều như thế? Em nghĩ là em thích nghe người ta chia sẻ hơn là em nói, với lại là kiểu em cũng muốn được nghe trước, xong rồi em sẽ thể hiện quan điểm của em sau. Nhìn mà em thì nhỏ mà kiểu tụi em cũng lớn ấy, cho nên là không không đừng đừng mình bỏ lỡ đoạn luôn anh ơi, đã phải đứng rồi mà còn dạ lớn hơn mọi người chút xíu, cho nên là kiểu chắc là cái thời gian nó dài đó. Cái thời gian em trưởng thành thì em cũng học được cái cách là kiểu nhường mọi người trước, xong rồi bản thân mình sẽ sau cũng được. Cái tính em là như vậy. Mà em có một cái suy nghĩ hồi nãy tới giờ thì cũng không có nằm trong mấy cái từ khóa này. Em muốn hỏi bạn cái câu này là kiểu như bạn có sợ là sẽ có những cái comment nói về bạn, tại sao hồi trước bạn thích người này rồi mà bây giờ bạn lại thay lòng đổi dạ, bạn lên thích một người khác và bạn đến đây vì một người khác. Vậy thì cái tình cảm của bạn có là thật hay không? Sợ bạn sẽ gặp những cái comment đó, cho nên là em muốn bạn chia sẻ trước khi mà mọi người sẽ bình luận tiêu cực về bạn. Yeah. Hay quá. Hay đó. Anh thấy câu hỏi hay không? Dạ hay. Hay là được rồi. Được rồi. Rồi, xin mời Đức Hải nhé. Em cảm ơn câu hỏi chị Lan Hương. Thực sự khi mà quyết định đặt chân đến cái sân khấu này một lần nữa, bản thân em đã vạch ra tất cả những cái mình có thể có được và những cái mình có thể gặp phải là gì rồi. Như mọi người đã biết thì cái nhân vật em tỏ tình là chị Fanny. Và sau một cái khoảng thời gian, chị Fanny và anh Vũ Thịnh tới với nhau. Em lấy ví dụ nếu như em vẫn còn tình cảm với chị Fanny, thì nếu như là mọi người, em xin hỏi mọi người là mọi người có tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm đó hay không? Nếu như mà mọi người nuôi dưỡng tình cảm đó tiếp tục, thì em xin dành cho mọi người một cái lời, đó là mọi người rất là cao thượng. Bản thân em nhận biết được cảm xúc của mình là gì, về tình yêu của mình là gì, mà nó xuất phát từ đâu. Khi mà cảm xúc của mình trao cho một người mà họ cảm thấy mình chưa đủ để họ có thể dựa dẫm và họ tìm một cái hạnh phúc mới, thì bản thân em đầu tiên là em hạnh phúc trước cho chị Fanny, bởi vì chị tìm được anh Vũ Thịnh, một người có thể chị có thể dựa dẫm và có thể mang cho chị hạnh phúc. Và thứ hai là khi mà em đã biết câu chuyện đó rồi thì tất nhiên là tình cảm của em sẽ nguôi dần, nguôi dần, nguôi dần. Và em nghĩ là trong suốt khoảng thời gian hơn một năm vừa qua, thì để nói về câu chuyện tình cảm nó có đủ nguôi để mà em sẵn sàng để đón nhận một cái tình cảm mới với một người khác hay không, thì em nghĩ hoàn toàn là đủ. Nên là em nghĩ là tất nhiên chắc chắn sẽ có những cái comment với cái ý nghĩa như vậy, nhưng em đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rồi, và hôm nay em đến đây là vì cảm xúc thật của mình, là vì bằng tất cả những sự chân thành mà em có, chứ không phải vì một cái sự mưu cầu như là anh Duy Lân nói. Anh em mình hiểu nhau mà. Ok, hiểu lắm. Anh chuẩn bị gửi số tài khoản nha. Cảm ơn Đức Hải đã rất thẳng thắn nha. Duy Lân, em có muốn ngồi không? Dạ, em rất là muốn ngồi. Tự nhiên kêu em đứng như thế này chẳng khác nào giống như em làm quan tòa hay gì á. Em đặt MC cầu nối. MC cầu nối. Thế bây giờ em ngồi ngoan nhá. Dạ. Dạ, em tự lấy ghế đi. Cảm ơn câu hỏi của Lan Hương để giúp cho bạn trải lòng về câu chuyện của Fanny, và đặc biệt là về vấn đề mà bạn sẽ tiếp nối chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ ngày hôm nay với một câu chuyện khác, một chương khác. Ngồi yên nhá. Chị thích cái khái niệm nuôi dưỡng của em, vì nhờ cái khái niệm nuôi dưỡng đó mà chúng ta có thể thấy được rằng là tình yêu không thể là một công thức. Mình đã chọn người này sẽ mãi mãi đi theo, mà tình yêu là sự phát triển của cảm xúc trong con tim của mình phải trung thành với nó. Cảm ơn em đã rất chủ động trong tình yêu của mình.
chủ động nuôi dưỡng và chủ động ngừng nuôi dưỡng để tiếp tục dành cái chất dinh dưỡng đó cho một cái cây khác tiềm năng hơn, triển vọng hơn. Chung quy chúng ta đều muốn một cái cây xum xuê sau này. Và đây là một khái niệm mà chúng ta cũng nên học về sự nuôi dưỡng trong tình yêu và ngừng nuôi dưỡng tình yêu nếu như mình không còn cơ hội nữa. Và không biết là với từ khóa của Trần Vân chọn thì Trần Vân sẽ lưu ý hơn với từ khóa nào? Từ ông già điệu thì chắc là em hiểu rồi, còn cái từ tiếng Anh kia thì em không hiểu lắm. Từ tiếng Anh có phải là tên một bộ phim không? Ờ, dạ không ạ. Đây là một cái từ chuyên ngành à? Dạ không luôn. Khó không, không luôn không. Mọi người đoán xem Joseph có nghĩa là nickname của bạn nữ hay là sao? Dạ, Josette. Josette. Cảm giác như là nói về một nàng thơ, em chỉ cảm giác thôi khi mà nghe từ này, em cảm giác vậy. Oh, Josette. Đấy là tiếng Pháp à? Đúng không? Ờ, nghe rất là Pháp luôn. Là giống như là tên của một nàng thơ hoặc ký hiệu nào đó. Cái này em vừa, em tra em thấy cái từ Josette này dịch tiếng Pháp là một cái thứ gì đấy ở trong tiềm thức. Ô, hay thế. Một thứ gì đấy mơ màng trong tiềm thức không gọi tên rõ ràng nhưng rõ ràng nó luôn luôn ở đó. Giống như mình vào trong hang động nè. Nào, nào, anh ơi, xoay ghế đó nha mọi người, cực lắm rồi. Anh đi tìm kiếm cái gì, anh đi đào vàng ở Duy Luân. Duy Luân, bây giờ không còn chỗ nào đặt ghế, chỉ còn ngồi trên đầu của chị thôi. Dạ, do em xin lỗi chị, em xin lỗi chị. Sao, theo Luna Josette, nó mang lại cho em cái cảm giác gì về Đức Hải đang ám chỉ ai? Theo những gì mà phiên dịch của thầy giáo và các bạn nam đã phân tích thì em nghĩ đây một từ rất là, nó cũng gần đồng nghĩa với từ nàng thơ. Mà em nghe nó kiểu nó mơ màng và nó mơ mộng và nó đẹp hơn nữa ấy ạ. Vậy là nàng thơ đấy phải rất là nhẹ nhàng mỏng manh. Đúng rồi. Phải thất ẩn thất hiện. Nghe tự dưng ước gì mình là người được miêu tả. nhưng mà như thế thì chắc chắn là không phải là Luna. Bởi vì là nếu mà ở trong tiềm thức thì phải là người mà đã từng gặp rồi. Đã từng quen rồi. Chưa chắc nha Nguyên Trực. Vậy có khi nào? Đôi khi chỉ là một cái thoáng qua thôi, nó cũng đủ để làm vương vấn rồi. Có thể là mình đã bị đánh lừa từ nãy đến giờ là bạn ấy đến vì người quen, nhưng thật ra đến từ người không quen nhưng có cảm giác là đã quen từ lâu lắm rồi. Yeah, exactly. Tiền kiếp đồ ơ mọi người. Trời, tiền kiếp đó hả Luna? Wow. Wow, thật sự kiếp trước biết làm gì. Kiếp trước em sống ở trên mặt trăng á. Em là chú quậy hả? Đấy, bây giờ mình đang bàn về cái chữ Sosete. Em xác nhận cho mọi người luôn đi, cảm giác của Lê Đức và Nguyên Trực có đúng không? Thì em cũng chia sẻ ý nghĩa về từ Sosete này luôn. Hiện tại em đang là một model diễn viên tự do. Thì bên cạnh đó em có một mảng kinh doanh riêng nữa. Thì hiện tại em là co-founder của thương hiệu Ông Trùm Bánh Huế, đang có địa chỉ là 20 Huỳnh Cương Đinh, phường Đa Cao, quận Nhất. Quý là nhân tiện chương trình quảng cáo. Thì khi nào chị Trinh rảnh hoặc là tất cả mọi người rảnh có thể ghé qua ăn ủng hộ. Không, ngay sau đây, ngay sau chương trình là em có thể mời mọi người được. Đúng rồi. Nghe nói là Ông Trùm Bánh Huế rất ngon. Em ơi, khó quá, em có thể đặt ship lên đây cũng được. Đúng rồi, kỳ lạ. Thể hiện sự chân thành luôn em ơi. Thì em nghĩ là tất cả mọi người đây sẽ, ai cũng sẽ đều có những cái định hướng cho tương lai riêng. Và sẽ có một cái ước mơ riêng, một cái ước mơ nhỏ nho của mình chẳng hạn. Thì bản thân em, Josette, nó là cái ước mơ đó của em. Và nó là cái định hướng tương lai. Em là một người rất thích thời trang, nên là em luôn muốn sở hữu cho mình một cái brand về quần áo. Thì Josette nó là tên thương hiệu sau này của em. Và đấy thì cái tên Josette này nó cũng bắt đầu từ, nó cũng là một cái lời gợi ý tên của một người em quen biết. Thì người đó cũng nằm trong tất cả mọi người này. Thì nó là một cái điều liên kết. Jenna chăng? Ôi Jenna. Jenna. Em Jenna, em làm gì em bần thần vậy? Em đang nghe, lắng nghe và thấu hiểu đó. Trang, Banana, Betu. Em hả? Anh nghĩ là em. Nghĩ là em hả? Không, trong tên nó không có cái chữ. Đúng rồi, liên quan gì. Jenna. Jenna. Xin lỗi mọi người nhưng mà nickname của Đức Hải là Joe. Nên là cái Josette đó là tên của Hải ạ. Thôi chị cho bọn em được đoán đi. Jenna sao có vẻ nắm rõ quá ha. Mình đọc cái là mình biết mà. Ôi, anh em chơi với nhau kiểu gì đấy ạ? Anh còn nhầm tên em là Jenna Phương Oanh được cơ mà.
Thôi cái chữ này á, tạm thời là nó lộ hiên quá nhiều. Đấy, là mọi người suy nghĩ nàng thơ đó là một nàng thơ mỏng manh đến từ mặt trăng, hoặc là một nàng thơ có chữ J bắt đầu là Jenna. Mọi thứ đều là suy đoán. Vậy mình xác nhận lại luôn đi. Vậy cái từ khóa cuối cùng mà Trần Vân lúc nãy nói á, em xin bổ sung là Duy Lân cũng có bắt đầu bằng chữ J ạ, Jason ạ. Ok. Oh, Jason. Dạ, em cũng có một cái nghệ danh của em là Jason. Thôi anh ơi, từ khóa cuối cùng đi chị. Ông già điệu. Vào. Ông già điệu thì em thấy là điệu có trong cái chất của Đức Hải nãy giờ xuất hiện không? Có chứ. Có chứ. Điệu chắc quá trời nói luôn à. Thôi điệu sao bằng mấy cơ? Không, điệu hơn á, rất tại điệu ạ. Điệu sẽ bằng mấy anh? Điệu sao bằng Duy Luân được? Cũng 1-9-1-10 đấy. Ủa thì sao? Con trai ra đường, con trai ra ngoài. Tôi muốn có sự chỉnh chu, tôi muốn mọi người thu hút sự chú ý. Tắt mic luôn. Tắt mic rồi. Tắt mic rồi. Tắt mic rồi. Thì em cũng xin phép giải thích ý nghĩa của từ ông già điệu luôn. Thì cái này nó sẽ chia làm hai vế. Một là từ ông già. Ông già thì nó cũng miêu tả về tính cách của em. Đấy. Thì thực sự em là một người khá là khó tính, nhất là về trong cái mảng gọi là về vấn đề sạch sẽ. Và em là một người luôn thích sắp xếp tất cả mọi thứ gọn gàng và chỉnh chu nhất có thể. Thế nên là khi mà có một cái gì đó nó chướng mắt mình, nên là em bắt buộc là em phải sắp xếp nó lại. Và khi mà em không làm nó lại thì em tự dưng em cảm thấy em hơi bực. Em có thể sắp xếp cái tóc của Duy Luân là dùm anh đó. Nè Duy Luân, em nhìn thẳng góc của Đức Hải nè, em có thấy cái màu cộng nó đang nhảy lên không? Nó đang nhảy làm hai như là cái như là cái chong chóng của Nobita vậy đó, phải không? Em có thể thấy trước mắt không? Thật sự là từ nãy giờ em thấy cái mái tóc của anh Duy Luân hôm nay là em cũng hơi bứt rứt trong người, bởi vì tự dưng có một cộng nó lòi lên chị. Chết rồi. Hay là em cảm thấy hơi. Vậy thì em có thể giúp cho Duy Luân chỉnh lại mái tóc cho thật là chỉnh chu không? Tại bản giờ bạn tăng năng động quá nên nó hơi rối. Ok, không thành vấn đề chị ạ. Em xem thử là em sẽ chỉnh như thế nào để mà anh có thể chỉnh được cái hành động của em luôn đó. Ok, em chỉnh đi hả? Em phải tin tưởng bạn, bạn đang giúp cho em có một cái visual hoàn hảo hơn. Nè, hôm nay em tới đây thì bây giờ trước khi mà em chỉnh tóc anh nha, thì anh sẽ cho em một vài đôi điều. Đó chính là em chỉnh thì chỉnh, chỉnh sao chỉnh, đừng chỉnh luôn cái những gì mà em đã nói với anh. Tốt quá. Rồi làm đi, làm ngay nè, đó. Rồi. Anh em mình là anh em sao? Kết nghĩa chưa cắt máu ăn thề, nên là về cái việc chỉnh tóc thì nó đơn giản với em. Còn cái việc mà... Đấy, nhìn cái cọc nó nãy giờ mọi người chướng mắt lắm nha Duy Luân nhá. Anh, bây giờ anh nhìn mặt em này. Sao? Em nghĩ là em sẽ cần một cái gì đó chất xúc tác để mà ủi hết mái tóc của anh. Không. Thật ra không, cái đó là cái cây anten. Nó bị dò đài sai đài thôi, phải không? Bây giờ em phải dò đài đúng đài thì nó sẽ... Đó. Rồi, chỉnh được chưa? Đẹp chưa? Được chưa? Chỉnh được chưa? Ok, là đẹp rồi. Chỉnh được nha. Rồi, bây giờ chỉnh xong thì hãy lên một vị trí của mình, về vị trí chốn cũ. Chứ nãy giờ là tôi thấy là chú cậu hay đi. Đấy, đúng rồi. Tắt hết rồi, đúng rồi. Tuyệt vời, đúng rồi. Cảm ơn chương trình ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Hay quá, em cảm ơn chương trình rất nhiều. Em cảm ơn chương trình. Tuyệt vời, ôi trời ơi, em có nghe thấy của con rồi sao? Điều tuyệt vời nhất ngày hôm nay. Đức Hải, vậy ngoài sự chỉnh chu thì em còn điệu ở chỗ nào nữa? Em rất là điệu. Mình ở nhà sao cũng được. Đối với bản thân em như thế, ở nhà mình có thể ăn mặc sao cũng được. Nhưng khi ra đường, bắt buộc là mình phải gọn gàng, sạch sẽ và chỉnh chu. Cũng có thể có một vài điểm mọi người cảm thấy nó hơi ô dề một xíu. Đó là em, mặc dù em đi chơi hay là đi ra ngoài bình thường, thì em sẽ có một lớp cushion hoặc là lớp kem nền nhẹ ở trên mặt. Em có chơi đá banh không Hải? Dạ em có. Có chơi? Có à? Thí dụ? Tất nhiên về việc đá banh thì em sẽ không make up. Thí dụ em đi đá banh mà em đánh nền thì nó cũng kỳ. Không, nên sống trôi nước mà. Cái ý ra ngoài ở đây cũng là đi chơi hoặc là đi gặp một ai đó thôi thì em sẽ làm như thế. Còn và có một cái nữa là em tắm hơi nhiều. Tắm nhiều hả? Không sao, đấy là điều bình thường mà. Theo như em tìm hiểu thì tắm nhiều nó cũng không quá là có lợi lắm. Không tốt sức khỏe đâu. Dạ đúng rồi. Thì một ngày em tắm tầm khoảng 3-4 lần. Thì em cũng nhận được rất nhiều lời góp ý là không nên tắm nhiều như thế, nó hại sức khỏe. Nhưng mà tại vì nó thành thói quen rồi nên là mình vẫn sẽ duy trì thói quen đó. Có gì đâu, thì cũng cần thay đổi thì cần ai đó có thể la rầy em được. Tắt mic anh Luân. Cần ai đó có thể nói cho em nghe được. Thế mà từ đầu đến giờ, từ lúc anh em mình chơi với nhau bao giờ anh chưa nhắc em lần nào luôn? Không.
tình cầu, nghe rồi. Hoài luôn. Những từ khóa làm quen vừa rồi có giúp các bạn đến gần hơn với Đức Hải không? Và các bạn có lời khuyên gì cho anh chàng này? Chị nghĩ anh ấy không quá rụt rè, nhưng cũng không hẳn là cực kỳ tự tin vào những gì sẽ diễn ra sắp tới. Vi Dương, vì em rất ít nói nên chị thật sự rất muốn nghe suy nghĩ của em. Vì những người ít nói là những người đã suy nghĩ rất kỹ trước khi họ nói. Theo em, Hải dù có đến đây lần thứ hai nhưng mà em nghĩ Hải là một người rất là dũng cảm. Em nghĩ Hải lên đây ngồi là tự Hải cho Hải có một cái cơ hội để có được tình yêu của Hải. Cho nên em rất là... Ok. Yeah. Cái động tác nó ra ca sĩ nè. Cái động tác nó ra ca sĩ luôn. Em thấy Hải rất là dũng cảm. Và em thấy em cần phải học hỏi từ Hải. Cảm ơn rất nhiều. Cái tài học hỏi từ Hải. Sao tự nhiên mà Hải chuẩn bị tỏ tình mà Đức căng thẳng quá vậy? Dạ không, bởi vì là có nói là em của Duy Luân nên là em cũng muốn có một cái gì đấy nhắc nhở bạn một chút. Theo những gì anh nhìn thấy em ở đây, anh thấy em đang tạo nên cho mình một cái hình ảnh khá là đẹp. Một cái hình ảnh chỉn chu, một cái hình ảnh một người con trai ấm áp. Một hình ảnh mọi người có thể nói là nó hơi hoàn hảo một chút. Nhưng mà với anh nhá, anh nghĩ những cái người mà tạo cho mình một cái vỏ bọc tốt ấy thì bên trong thường sẽ đổ vỡ khá là nhiều. Cái từ bản lĩnh của em ấy, anh thì anh lại với cái tuổi này thì anh lại không công nhận nó là chữ bản lĩnh nhiều lắm. Anh nghĩ nó là cái sự cứng đầu của bản thân em nhiều hơn. Giống như cái cách khi mà em nói về cái việc là em vẫn sẽ tắm. Khi mà em biết được là cái việc tắm một ngày nó không tốt ấy, em vẫn sẽ tắm. Thì trong cái câu chuyện tình cảm này cũng vậy. Em đã thất bại một lần rồi, em cứng đầu, em không chấp nhận cái việc thất bại đấy. Và em muốn tiếp tục chinh phục tiếp. Thì như anh nói lúc đầu đấy, mọi thứ nó đang đi đúng theo những cái gì em đã chuẩn bị ở nhà. Anh tin là như vậy. Nhưng mà em vẫn cần có thêm một chút sự chân thành vào đấy. Cái chân thành nó là cái quan trọng nhất. Thì phải có cái sự chân thành thì em mới chạm được đến trái tim của người con gái. Con gái họ tinh lắm. Cái vẻ ngoài chỉn chu trau chuốt ấy, nó chưa nói lên được cái điều gì quá nhiều đâu. Kể cả em là một người xuề xòa cũng được, nhưng em chân thành thì nó đã hơn rất là nhiều những cái đó luôn. Cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của Lê Đức. 10 điểm. Thật ra thì cái này em cũng muốn bênh em trai em một xíu. Hải có chia sẻ về cái ngoại hình của Hải á, về những cái ấn tượng ban đầu khi mà em gặp Hải sẽ hơi lạnh lùng một xíu. Đúng là trông kiểu hơi tỏ ra là mình hoàn hảo. Thậm chí lúc đầu em còn nghĩ rằng là Hải đang Hải đang cố tỏ ra là mình trưởng thành. Nhưng mà sau khoảng một thời gian tiếp xúc, mấy anh chị em chơi thân với nhau thì em nhận ra được rất là nhiều thứ từ sâu bên trong con người Hải. Hải có một vỏ bọc như thế, nhưng mà bên cạnh đó Hải cũng có một cái trái tim rất là ấm áp. Và Hải không phải là cái người mà giỏi bộc lộ ra cái cảm xúc của mình. Nhưng mà nếu như thật sự hiểu Hải thì mọi người sẽ biết được là Hải chân thành như thế nào. Đúng, đúng. Đấy, bởi vì là anh đang cảm thấy là chưa đủ để thể hiện ra cái sự chân thành của mình ấy. Em ý cứ bị toan tính nhiều quá. Mà đấy là góc độ của bạn cảm thấy thế thôi. Nhưng mà ở trong góc độ của Hải, đối với Hải thì chúng ta cần phải đặt cả vào vị trí của Hải nữa. Vì với những người đã trải nghiệm như Đức hay là tôi thì có thể nhìn thấy cái góc độ đấy, bởi vì chúng ta từng trải qua cái lứa tuổi ấy rồi. Nhưng mà ở tại lứa tuổi đấy thì có thể coi đấy gọi là bản lĩnh. Yeah. Và không quan trọng em có thể làm được cái điều hay không, mà quan trọng là em đã làm hết sức mình. Dạ. Yeah. Thì tư thế kết quả như thế nào em vẫn có thể vui vẻ. Dạ, cảm ơn anh. Bất kể người ta có thể nói bất cứ điều gì về mình, nhưng mình hãy tin là mình luôn có lý do để lựa chọn. Và mình luôn có lý do để bày tỏ cảm xúc của mình theo cách tự nhiên nhất. Nhưng điều quan trọng nhất là việc áp dụng những cách ứng xử đó có làm cho chúng ta thoải mái và hạnh phúc hơn và cải thiện vấn đề hay không. Và mong rằng mọi người đều sẽ có những bí quyết cho riêng mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng khép lại phần từ khóa và đến ngay với phần tỏ tình. Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Cần kiếm chi ở đâu xa, đã ở ngay trước mắt anh đây là cả thế gian vũ trụ hoàn mỹ.